Nhật Bản ngày càng phụ thuộc vào nhập khẩu nhiên liệu sau thảm họa rò rỉ hạt nhân tại nhà máy Fukushima. Chính điều này đã khiến giá điện tăng và tạo nên một cơn khủng hoảng năng lượng tại Nhật. Nhật Bản đang phải đối mặt với khủng hoảng năng lượng. Nguyên nhân là do thảm họa hạt nhân Fukushima, Nhật Bản đã phải đóng cửa các nhà máy điện hạt nhân và tăng cường nhập khẩu nhiên liệu. Giá điện tại nước này đã tăng gần 30% kể từ năm 2011. Một vòng quanh các mạng xã hội cho thấy người dân và các doanh nghiệp Nhật Bản đã quá chán nản trước tình trạng này. CEO của chuỗi nhà hàng Macron Food tại Nhật Bản đã cập nhật trạng thái trên Twitter như sau. Do giá năng lượng tăng cao, tôi đã quyết định phải điều chỉnh lại điều hòa trong các cửa hàng từ 25 lên 27 độ C và cấm nhân viên sử dụng nếu không có khách hàng. Kể cả như vậy, các khách hàng Nhật Bản, những người phản đối điện hạt nhân vẫn than nóng, tôi không biết phải làm sao. Nhà hàng này đã đưa ra quy định chỉ bật máy lạnh sau 11 giờ sáng, thậm chí còn cài đặt một hệ thống tiết kiệm năng lượng đo bằng đồng hồ. Đồng hồ này sẽ báo động nếu như điện bị tiêu thụ quá nhiều, khi không có khách hàng, đèn trong nhà bếp đều được tắt. Tại sao công ty phải thực hiện những biện pháp này? Tiền điện là một chi phí cực lớn đối với công ty của chúng tôi. Nếu tiết kiệm điện một chút, chúng tôi có thể giảm được chi phí vận hành. Công ty của ông tiết kiệm được bao nhiêu điện nhờ biện pháp này? Kể từ khi thực hiện các biện pháp này, chúng tôi đã tiết kiệm được 200 đến 300 đô la Mỹ mỗi tháng. Nhà hàng mà chúng tôi đến thăm không phải là trường hợp duy nhất cố gắng giảm hóa đơn tiền điện. Theo một khảo sát mới đây của Reuters, 70% các công ty sản xuất của Nhật Bản đang đẩy mạnh việc tiết kiệm điện khi mà đồng yên đang yếu đi và mùa đông lại đang tới. Xu hướng này sẽ lan khắp Nhật Bản.